Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Cốc Cốc Cốc. Vừng ơi, mở ra chuỗi dự án podcast chào đón năm mới của nhà Melosi, câu lạc bộ truyền thông Cốc Sài Gòn. Tại đây chúng mình sẽ cùng tâm tình, trải lòng và sát gần nhau hơn bằng những câu chuyện trong cuộc sống. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để ngồi xuống trò chuyện và chilling cùng mình chưa? Mình thì đang rất nóng lòng rồi đó. Và mình là Duyên Duyên. Mình rất vui khi được dẫn dắt và đồng hành cùng các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Các bạn ơi, chúng ta đã trải qua những ngày đầu tiên của năm 2022 rồi đó. Mình hy vọng là tất cả các bạn đều có những ngày đầu năm thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức sống nhé. Thường thì đầu năm mới các bạn thích làm điều gì nhất nè? Riêng mình thì mình có một thói quen và cũng là một sở thích cho những ngày đầu năm, đó chính là lên kế hoạch và dự định trong năm tới. Không biết mọi người có giống mình không, nhưng mà cứ mỗi dịp đầu năm thì mình lại có cảm giác rất là tươi trẻ, rất là phơi phới để bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một hành trình, một thói quen mới. Và mình nghĩ những ngày đầu năm chính là khoảng thời gian không còn gì thích hợp hơn để chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, cùng nói về một chặng đường mới, một chương mới của cuộc đời, đúng không nào? Và đó cũng là lý do mà cái tên chủ đề Chân Trời Mới của số phát sóng ngày hôm nay ra đời. Cùng nhìn lại một chút ha, chúng ta đã đi qua một năm 2021 với quá nhiều sự biến động rồi, đúng không các bạn? Một năm mà có lẽ chúng ta tồn tại nhiều hơn là sống. Vì sao mình nói như vậy? Vì chắc hẳn cuộc sống gắn với dịch bệnh trong năm vừa qua khiến ta sẽ có đôi chút chán nản, mệt mỏi nè. Cái việc quanh quẩn trong phòng rồi là học tập và làm việc online nó cũng khiến cho con người ta trở nên gò bó và bí bách hơn bao giờ hết. Mọi thứ thì dường như gặp trở ngại rất là nhiều trong quá trình kết nối với nhau qua online. Mặc dù chúng ta đã luôn cố gắng cải thiện và khắc phục nó, nhưng mà cái việc trở ngại là cái việc không thể tránh khỏi, đúng không các bạn? Nhưng mà cho đến bây giờ, dần qua năm mới 2022 thì mọi thứ cũng đang dần chuyển biến một cách tích cực hơn. Hầu như cuộc sống với dịch bệnh thì đã dần được thích nghi và hồi phục trở lại một cách bình thường. Những cái trường học này, doanh nghiệp cũng như là những dịch vụ du lịch thì cũng đang dần mở cửa trở lại rồi. Và chắc hẳn trong chúng ta thì ai cũng đã nôn nóng để được tiếp tục công việc một cách chính thức, đúng không? Đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên và càng đặc biệt hơn nữa là những sinh viên năm nhất như tụi mình. Hiện tại cho đến thời điểm này thì tụi mình đã trải qua nửa năm nhất rồi, nhưng mà bản thân mình vẫn chưa được tận mắt thấy campus của trường mọi người ạ. Và tụi mình đã có khoảng thời gian bất đắc dĩ để chuẩn bị khá dài cho ngưỡng cửa đại học. Thú thật thì lúc mới thi trung học phổ thông quốc gia xong thì mình lại có cái cảm giác là mình chưa sẵn sàng để bước vào cuộc sống mới, và mình nghĩ trong đầu là mình cần thời gian nhiều hơn để chuẩn bị. Nhưng mà chuyện xua rủi chắc mình muốn các bạn ơi, cái bước chuẩn bị đó của mình nó cũng đã kéo dài hơn 5 tháng rồi. Và hiện tại thì hơn ai hết mình đang rất háo hức cho năm mới để chính thức bắt đầu một kỳ học mới trên một chặng đường mới. Và tháng tới thì hầu như các trường đại học cũng đã dần có lịch để cho sinh viên đi học apply trở lại rồi. Và khi đó thì chúng ta có thể tận mắt khám phá campus của trường nè, rồi tận mắt gặp những đàn anh, đàn chị, rồi gặp những người bạn mà trước giờ thì chúng ta chỉ nhìn nhau qua màn hình Meet rồi kết nối với nhau qua những dòng tin nhắn, những chiếc voice trên Messenger thôi. Và có một điều mà mình hay nói đùa với mấy đứa bạn là lỡ đâu lúc online mình nói chuyện thân thiết thế này mà ra ngoài gặp trực tiếp thì mình lại bị sượt trân không? Rồi là lỡ đâu nói chuyện với nhau online quá trời xong ra ngoài lại bơ nhau luôn không? Vì vậy đó mọi người, cái việc kết nối với nhau online nó cũng khá là thú vị, nhưng mà nó sẽ gặp một ít bất cập và một chút trở ngại, nên là mình mong là chúng ta sẽ mau chóng được trở lại cuộc sống bình thường để có thể được trực tiếp gặp gỡ nhau, giao lưu với nhau và kết nối nhau một cách dễ dàng hơn. Chính thức bước vào một môi trường mới với cuộc sống mới và những mối quan hệ mới thì đối với mình mà nói đó là một điều gì đó rất là háo hức, nhưng cũng sẽ có đôi chút lo lắng, bởi điều gì mới mẻ nó thường sẽ mang đến nhiều cơ hội nhưng mà sẽ cũng có rất là nhiều sự thách thức kèm theo đó.
Và mình nghĩ đây là tâm lý chung của những bạn tân sinh viên thôi, và đặc biệt là những bạn sinh viên ngoại tỉnh như tụi mình. Cuộc sống đầy tấp nập và bận rộn của Sài Gòn có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm và nhiều cơ hội để có thể phát triển bản thân. Nhưng điều đó nó cũng đồng nghĩa với việc là phải đối diện với nhiều cạm bẫy, những cám dỗ, những vấn nạn và những điều lạ lẫm là điều không thể tránh khỏi. Và người ta thường nói vui cái câu mà em ở nhà quê mới lên đó mọi người. Thì mình thấy nó cũng đúng thôi, vì sống ở một thành phố mới với mọi thứ đều mới thì chắc chắn nó sẽ gắn liền với nhiều khó khăn và thử thách, đòi hỏi chúng ta phải tôi luyện bản thân nhiều hơn để có thể thích nghi với nó. Thì cái đầu tiên mà mình thấy nó khá là rõ ràng mà cũng nhiều người mắc phải, đó chính là cái việc bất đồng về giọng nói. Có lẽ nhiều bạn ở vùng miền mà có giọng địa phương đặc biệt thì ban đầu cũng khá là rén trong việc tiếp xúc và kết nối với mọi người khi mà mới vào Sài Gòn, đúng không? Đôi khi mình sợ là người khác nghe sẽ khó hiểu nè, hiểu sai rồi là gây sự khó chịu cho đối phương. Nhưng mà đừng lo các bạn ơi, vì điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Vì các bạn càng tiếp xúc, càng nói chuyện thì các bạn sẽ dần quen và có thể dễ dàng thích nghi và cải thiện hơn. Thực ra mình là một người con của Quảng Nam ở một cái vùng miền mà có chất giọng khá là đặc trưng, nên là mình hiểu rất là rõ điều này. Nhưng mà trộm vía thì mình là một đứa thích nghi khá là nhanh và mình đã tận dụng những cái cơ hội để có thể kết nối với những anh chị, những bạn qua Google Meet để mình có thể từng ngày mình cải thiện những cái từ ngữ mà khiến cho mọi người khó nghe, để mình có thể tự tin hôm nay ngồi đây để có thể tâm tình cùng các bạn mà không sợ các bạn khó hiểu. Nói giỡn thôi, nhưng mà lúc nãy đến giờ có từ nào không hiểu thì inbox mình nha, mình giải thích cho. Yeah. Ok, đó là những cái sự mới mẻ ban đầu. Còn rồi thì những cái mới mẻ của cuộc sống cộng với áp lực của học tập khi mới lên giảng đường đại học thì nó lại là một cái sự thử thách rất là lớn. Có lẽ những cái sinh viên năm nhất từ cấp 3 mới lên thì chắc hẳn là vẫn chưa quen được với cách học ở giảng đường đại học, đúng không các bạn? Ở đại học thì mỗi chúng ta phải trở nên chủ động hơn, chủ động hỏi, chủ động phát biểu, rồi là chủ động tìm kiếm thông tin, rồi học thêm từ bên ngoài nữa. Cái việc tự học ở môi trường đại học là một điều vô cùng cần thiết, và nhiều bạn thì có lẽ quen cách học ở cấp 3 rồi thì cũng sẽ có một chút khó khăn khi mới lên đại học. Và thêm vào đó nó sẽ có một chút lo lắng rồi là rụt rè khi mà xung quanh lại toàn những con người mới, bạn bè mới, thầy cô mới. Và cái nỗi sợ khó hòa nhập nó cũng không tránh khỏi đối với nhiều bạn tân sinh viên. Khi mới bước vào một môi trường lớn như vậy thì các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều người giỏi, nhiều người tài. Và đôi khi các bạn phải thốt lên là ôi bạn này xinh quá, bạn này giỏi quá, bạn này hot face nè. Rồi những cái điều đó nó vô tình tạo nên một thứ gọi là peer pressure, đó chính là áp lực đồng trang lứa. Thì nó như một cái bức tường vô hình nào đó cản trở bạn, và nó khiến bạn tự thu mình lại trước đám đông. Rồi bạn cảm thấy mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ kinh nghiệm, mình chưa đủ tự tin để có thể tham gia hòa nhập cùng với tất cả mọi người. Và những cái thứ đó thì nó cũng dễ hiểu thôi, tại vì khi ta mới bước chân vào một môi trường mới mà, thì hơn ai hết mình rất là hiểu tâm lý của các bạn, vì mình cũng đã từng có cái cảm giác đó rồi. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn đừng lo, mình mong là các bạn sẽ sớm thoát khỏi cái tâm lý đó. Mình mong là các bạn có thể dần cởi mở hơn nè, rồi mạnh dạn hơn, tự tin hơn và tin vào bản thân nhiều hơn ha. Đối với mình thì những cái mối quan hệ tốt là một điều rất là cần thiết. Mà nếu mà bạn muốn kết nối, giao lưu thì chỉ có một cách là bạn phải cởi bỏ cái lớp vỏ bọc của bản thân ra để có thể tự tin giao lưu với mọi người, rồi là trau dồi bản thân từng ngày. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn có thể gặp được những anh chị tiền bối nè, có thể giúp đỡ mình
những cái bước đầu trên giảng đường đại học, rồi là cái việc kết thân, rồi là quen với những người bạn chung ngành, nó cũng là một điều rất là tuyệt vời để chúng ta có thể trao đổi với nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn trong vấn đề học tập ha. Mình tin là nếu các bạn chịu mở lòng thì sẽ dễ dàng có thể kết nối và tạo dựng cho mình có mối quan hệ tốt đẹp cho những năm tháng thanh xuân đại học thôi. Và ngoài việc tiếp thu về kiến thức thì kỹ năng mềm cũng là một điều vô cùng quan trọng luôn. Các bạn có thể cân nhắc trong việc chọn một câu lạc bộ phù hợp ở trường để mình tham gia, mình trải nghiệm và trau dồi cái kỹ năng của mình. Chỉ cần bạn đủ quyết tâm nè, bạn không ngại thử sức và bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân thì mình tin là bạn hoàn toàn có thể có rất là nhiều cơ hội để có thể khai phá và bộc lộ cái khả năng của mình ha. Điều quan trọng là bạn phải có niềm tin nơi bản thân, vì ngay cả việc mà mình ngồi đây để tâm sự những điều này với các bạn là điều trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới, bởi mình cũng từng là đứa rất là nhút nhát và tự giới hạn cái khả năng của mình. Nhưng mà sau tất cả thì mình cảm thấy hối tiếc và mình cảm thấy có lỗi với bản thân rất là nhiều vì mình chưa sống hết mình. Và mỗi chúng ta đều có thể làm được và làm được nhiều hơn thế nữa. Quan trọng là chúng ta có thật sự chú tâm và nỗ lực vì nó hay không mà thôi. Đừng bao giờ so sánh bản thân với một ai khác cả. Bạn chỉ cần là bạn, tập trung vào chính mình và phấn đấu để tốt hơn dù chỉ 1% mỗi ngày. Có lẽ từ nãy đến giờ thì mình chia sẻ khá là nhiều về sinh viên năm nhất ha. Bởi vì ở đó có mình nên mình rất là đồng cảm và mình muốn chia sẻ nhiều hơn một tí xíu. Hành trình mới của những cô cậu tân sinh viên là vậy đó. Còn đối với những anh chị năm 3, năm 4 hay là những anh chị mới ra trường thì sao? Mình nghĩ là ở mỗi giai đoạn của cuộc đời thì chúng ta đều phải trải qua những điều mới mẻ khác nhau. Các anh chị dần đến năm cuối thì cũng sẽ chuẩn bị để đối mặt với một chặng đường mới, như kỳ OJT chẳng hạn, hoặc là tìm kiếm cơ hội cho những việc làm chính thức sau này. Rồi là những anh chị ra trường rồi thì sẽ có thể bắt tay vào phát triển sự nghiệp hơn, như là tìm kiếm cơ hội để start up chẳng hạn. Thì hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta ở những giai đoạn khác nhau, nó có lẽ sẽ mang đến những cảm xúc khác nhau. Nhưng đứng trước một điểm đến mới, một chân trời mới, thì cơ hội và thách thức nó luôn tồn tại song song với nhau. Và nó khiến bạn sẽ có cảm giác vừa háo hức mà lại vừa lo lắng trước cái sự khởi đầu đó. Nhưng mà điều quan trọng là ta phải nỗ lực hết mình để đương đầu với nó. Đừng sợ sai và cũng đừng sợ thất bại. Bạn có thể mất đi cơ hội làm việc tốt, hay bạn có thể mất đi người mình yêu, hay là thất bại trong sự nghiệp. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là nó khiến cho cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vị và buồn chán. Bởi vì con người chỉ thành công khi chúng ta đủ những trải nghiệm sâu sắc, đủ cảm xúc, đủ yêu thương. Vì vậy, kinh nghiệm sau những lần thất bại chính là những cái bài học xương máu để giúp ta có thể tiến gần hơn với thành công sau này. Hãy mạnh mẽ bước đi từng chút một. Thành công sẽ đợi bạn ngay cuối con đường. Suy cho cùng thì ở hành trình nào cũng vậy, để có một tâm thế thật là vững vàng thì chúng ta cần phải chuẩn bị thật là sẵn sàng và có một cái hành trang thật là chu đáo. Năm mới, chặng đường mới thì chắc hẳn là thời điểm lý tưởng để thay đổi và định hình bản thân, bắt đầu những thói quen tốt, đúng không các bạn? Chúng ta thường nói với nhau về sự thay đổi hay sự lên kế hoạch, dự định này, dự định kia, nhưng rồi đến cuối cùng thì mấy ai thực hiện điều đó? Phải chăng thì con người ta luôn có cái xu hướng là đặt ra những cái điều gì đó quá lớn lao để rồi ghi vào một cuốn sổ thật là đẹp, rồi là thật là bài bản, nhưng mà ghi xong rồi thì gấp lại cả năm chả thèm mở ra lấy một lần. Thế vì vậy thì sao chúng ta không đặt ra những cái mục tiêu nhỏ thôi? Ví dụ như là một ngày đọc 1-2 trang sách, hay là dành ra 15 phút mỗi ngày để tập thể dục, rồi là uống đủ nước mỗi ngày, rồi là
ngủ trước 12 giờ chẳng hạn. Thì những cái mục tiêu đó nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà nó sẽ là cái bước tiền đề để tạo dựng những cái thói quen, những cái điều tốt đẹp trong bạn mỗi ngày, để từ đó bạn có thể xây dựng và phát triển nó thành những cái mục tiêu lớn lao hơn. Và hãy luôn nhớ rằng lời nói luôn phải đi đôi với hành động. Bạn không thể nói rằng là ok, tôi quyết tâm là kỳ này tôi nhất định phải được cốc vàng chẳng hạn, rồi bạn nói xong rồi bạn quay ra bạn đi lướt TikTok. Thì cơ hội nó sẽ luôn luôn rộng mở và nó chia đều cho tất cả mọi người, nhưng mà nó đòi hỏi họ phải thực sự nghiêm túc, dành thời gian để đầu tư và tập trung cho cái mục tiêu đó. Việc phân bổ thời gian hợp lý nó cũng là một lối sống cân bằng và khoa học để chúng ta có thể hoàn thành tốt cái công việc và mục tiêu đề ra. Và ngoài thời gian học tập, làm việc thì chúng ta nên có khoảng thời gian cho việc giải trí nè, rồi là thể thao, rồi những cái mối quan hệ cho gia đình, bạn bè. Những điều đó sẽ giúp chúng ta trở nên hài hòa, tươi vui hơn và đỡ áp lực hơn, cũng như thoải mái hơn khi phải quần quật với công việc. Và nếu các bạn có ai đó hỏi mình là vậy ví dụ mục tiêu năm nay tôi nhất định phải có người yêu thì tôi phải làm như thế nào, thì mình khuyên bạn thì nên bạn nên đi xem tarot nha, hoặc là bạn đi xin vía à. Ok, bạn đi xin vía hoặc là đi xem tarot để xem khi nào crush hết mình ha. Còn hai cái phương pháp đó mà không được nữa thì bạn có thể call cho mình để mình add vào nhóm cô đơn 2.5 của mình ha. Ok, mình nghĩ rằng hành trang khi đối mặt với một chương mới của cuộc đời nó vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Ngoài việc trang bị về kiến thức thì cái yếu tố tâm lý nó cũng là một điều vô cùng quan trọng. Rồi đây, trên chặng đường mới sẽ có rất là nhiều thử thách, nhiều khó khăn, và những thứ đó nó sẽ giúp cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và giỏi giang hơn theo từng ngày nếu như bạn cố gắng, bạn nỗ lực vì nó. Nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ mang lại cho bạn sự chán nản, sự mệt mỏi và dễ bị bỏ cuộc. Dù sao đi nữa thì mình mong rằng mỗi chúng ta đều nên có cái nhìn tích cực trước mọi vấn đề, để có thể đối diện với tất cả thử thách bằng một tâm thế thoải mái nhất. Chúng ta không thể nào sống mà không có áp lực được các bạn. Điều quan trọng là chúng ta có thể chuyển hóa nó và xem nó như một điều tất yếu phải trải qua hay là không. Thay vì mệt mỏi, tiêu cực thì sao chúng ta không thử vui vẻ đón nhận và cố gắng thích nghi với nó. Welcome mọi áp lực, enjoy với đống deadline. Rồi không làm biến mất nó được thì không mấy mình kết thân với nó, rồi mình sống chung với nó luôn ha mọi người. Thì đó, phương châm của mình là chạy hết sức, ý là chạy deadline á mọi người. Rồi là chill hết mình, không ngại thử, không ngại sai, và luôn theo đuổi mọi thứ đến cùng. Và đó gọi là tuổi trẻ. Tập podcast ngày hôm nay cũng đang dần đến hồi kết rồi. Vì thời lượng chương trình không cho phép nên mình rất tiếc phải xin tạm dừng cái cuộc tâm tình trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta tại đây thôi. Mình hy vọng là tất cả chúng ta đều có một năm mới, một khởi đầu mới thật sự vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé. Hãy luôn yêu đời, sống tích cực, biết ơn với những gì mình đang có, và luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để đạt được ước mơ của mình nha. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi hết tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau vào một ngày nào đó không xa. Còn bây giờ thì chúng mình xin gửi đến tất cả các bạn một món quà nho nhỏ thay lời tạm biệt. Hy vọng những cái giai điệu tươi vui này sẽ mang đến cho các bạn những phút giây thực sự chill nhé. Xưa ngày thơ tôi thường hát dưới bầu trời đầy sao, trong con tim luôn hằng mong về một giấc mơ ngọt ngào. I keep on believe. Đêm từng đêm, ngày từng ngày vẫn tìm vào điều ước, dù cho thời gian qua thật nhanh và chẳng có gì dễ dàng.
rằng lòng sẽ phải tốt hơn. Để ngày mai tôi sẽ bay cao biết xa, dùng lời ca mang niềm yêu thương đi thật xa, đến nơi hạnh phúc sáng đời, đến nơi bình yên sum vầy, và tìm đến những trái tim mang nhiều mơ ước. Để bạn cùng tôi sẽ bay cao biết xa, và mình cùng nhau lượn phiêu du khắp ngân hà. Để buồn lo lại phía xa, còn lòng tin thì cứ vui cả, vì hạnh phúc sẽ đến bên ta một ngày. We can be a star. Xưa ngày thơ tôi thường hát dưới bầu trời đầy sao, trong con tim luôn hằng mong về một giấc mơ ngọt ngào. I keep on believing. Đêm từng đêm, ngày từng ngày vẫn tin vào điều ước, dù cho thời gian qua thật nhanh và chẳng có gì dễ dàng, tin rằng lòng sẽ phải tốt hơn. Để ngày mai tôi sẽ bay ca mang niềm yêu thương đi thật xa, đến nơi hạnh phúc sáng đời, đến nơi bình yên sung vầy, và tìm đến những trái tim mang nhiều mơ ước. Để bạn cùng tôi sẽ bay cao biết ta, và mình cùng nhau lượn phiêu du khắp ngân hà. Để buồn lo lại phía xa, còn lòng tin thì cứ vui cả, vì hạnh phúc sẽ đến bên ta một ngày. We can be a star. Tôi sẽ bay trái tim mang nhiều mơ ước, để bạn cùng tôi sẽ bay cao be a star, và mình cùng nhau lượn phiêu du khắp ngân hà. Để buồn lo lại phía xa, còn lòng tin thì cứ vui cả, vì hạnh phúc sẽ đến bên ta một ngày. We can.